Trong tầm tiền thì con Omni này là một con Omni cổ cực kỳ gấu luôn. Cực kỳ gấu, cực kỳ nặng. Anh em có thể thấy hai cái tụ nó to vút cao lên này. Nguồn này, nguồn như thế này là to lắm anh em nhá. Cả nguồn nhỏ nữa kia. Đó. Phải nói là bộ cỗ máy của nó phê. Thật sự phê luôn. Thường thì cứ phải hàng tầm 6-7 triệu lên nó mới được cái nội thất ngon như này. Mình nhìn nó khủng bên trong thì nó vẫn đã mắt. Còn cái công nghệ thì nó vẫn là cái quan trọng, công nghệ của sản phẩm. Chẳng hạn nhiều dòng Omni cổ của Mỹ nội thất nó chả gấu nhưng nó rất hay. Nói chung những cái này khi tôi quay tôi vẫn nói với anh em là mang tính chất tham khảo. Còn nó càng khủng thì mình nhìn nó càng đã mắt thế thôi. Chạy sò sắt, 4 con sò chữ đỏ. 4 sò chữ đỏ bên trong. Nguồn to thật. Nguồn to, tụ to, nó vật vã. Đặc trưng của dòng này là vỉ màu sẫm, sẫm màu. Dã vào những đôi loa bass 30 hoặc loa cổ bass 40 khỏi nghĩ luôn anh em ạ. Loa bass 20, 25 thì không nhằm nhò gì với Omni này. Sản xuất tại Nhật, 160W, S41, 4 đến 16 ohm. $4 triệu thôi, sắt xi bạch màu. Nó rất nặng trong cái kích thước của nó. Đêm không ngủ bên tách cà phê đen, chúng ta ôn chuyện đời. Ngày mình còn thơ, in như hình với bóng phút giây chưa hề rơi. Bao anh em là hay và phê. Chất âm bao phê bao hay. Bao vừa tiền, bao zin. Được chưa các bác? Cái dòng Victor nó là như vậy. Các bác không phải đầu tư quá nhiều tiền nhưng lại hưởng những cái thứ mà nó lại quá ngon. Nói là bộ tim bộ gan nó quá phê luôn. Tiếng nó cứ sắc nét và nó trong. Hồi hộp cho ngồi trong trái. Bây giờ chúng chỉ không rè ù xì anh em nhá. Test rất kỹ liền rồi anh em yên tâm. Không rè không ù xì. Mình lúc chia tay đến từng xuân trôi. Ok, xin cảm ơn, hẹn gặp lại anh em. Cách biệt 10 năm nhung.